Các thanh niên hôm đó rút dao uy hiếp cảnh sát để giải cứu Sài Gòn. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Nhật đã rút dao uy hiếp để giải cứu đồng bọn rồi nổ máy tẩu thoát. Tối 7 tháng 7, Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Nhật, sinh năm 1985, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 5, Tổ Cảnh sát Giao thông, Trật tự Công an thị xã Kỳ Anh tiến hành tuần tra, kiểm soát giao thông trên đoạn đường thuộc phường Hưng Chí, thị xã Kỳ Anh, khi phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38M1-171.44 không đội mũ bảo hiểm tại ngõ 136, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Chí. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng các đối tượng không chấp hành mà có lời nói đe dọa, dùng dao tấn công lực lượng cảnh sát giao thông. Công an thị xã Kỳ Anh đã tiến hành điều tra, xác định các đối tượng gồm Trần Đình Vũ, sinh năm 2000, Nguyễn Quốc Nhật, sinh năm 1985, đều trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh. Trong đó, Nhật là đối tượng nghiện ma túy, từng có 4 tiền án, tiền sự, trực tiếp có lời nói đe dọa, hành vi dùng dao tấn công lực lượng công an. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. We'll be right back.